Vâng ạ, xin kính chào bạn Hoàng Vân. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Thế thì khi đọc qua cái câu hỏi của bạn thì tôi cũng xin được làm rõ thêm một số những các cái từ ngữ mà trong này thì thông thường thì các bệnh nhân sau khi mà phiên giải ra thì có thể có một vài ý thì nó cũng chưa được chính xác hoặc là mình hiểu nó có thể bị nhầm lẫn, thì tôi cũng xin được giải thích thêm. Chúng ta cần phân biệt một số các cái khái niệm như là giai đoạn bệnh. Giai đoạn bệnh thì chia từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4, nó tùy thuộc vào cái mức độ lan rộng của bệnh khối u tại chỗ hay là tình trạng di căn hạch, cũng như là đã di căn xa hay chưa. Đấy thì cái này bạn mô tả là ở giai đoạn 3. Tiếp theo nữa là thể 3 cộng thì tôi tự hiểu đấy là bạn đang muốn đề cập đến là cái kết quả xét nghiệm HER2 của mình là 3 cộng. Thế thì cái xét nghiệm HER2 này thì là cái xét nghiệm hóa môn miễn dịch để xét nghiệm cái tình trạng protein HER2 ở trên bề mặt tế bào. Các cái kết quả có thể là HER2 âm tính, hoặc là HER2 1 cộng, hoặc HER2 2 cộng, hoặc là HER2 3 cộng. Thế thì với những cái bệnh nhân mà có kết quả HER2 3 cộng thì chúng tôi thường gọi đấy là HER2 dương tính. Vì với những cái bệnh nhân mà có kết quả HER2 3 cộng này thì sẽ rất có lợi ích khi mà mình được điều trị với lại thuốc điều trị đích. Thế còn nếu mà kết quả 1 cộng thì được coi là âm tính. Còn trong trường hợp mà kết quả là 2 cộng thì thông thường chúng tôi sẽ gửi đi làm thêm xét nghiệm gen để khẳng định lại là có thực sự là HER2 dương tính hay không. Thế còn có một cái nữa mình cũng có thể nhầm, đó là cái độ mô học 3. Bởi vì đôi khi các bệnh nhân cứ cầm cái kết quả giải phẫu bệnh và thấy đọc là độ mô học 3 thì nhầm tưởng là mình ở giai đoạn 3. Nhưng cái độ mô học này nó phản ánh về cái mức độ ác tính của cái khối u chứ nó không phải là cái giai đoạn bệnh. Thì trước khi đi vào cái câu trả lời chính thức về cái câu hỏi của bạn thì tôi xin giải thích thêm một số những cái khái niệm như vậy để chúng ta hiểu rõ hơn. Thế thì tại sao mình phải điều trị đích? Bởi vì là cái kết quả của mình HER2 là dương tính 3 cộng. Và thứ hai nữa là bệnh của mình ở giai đoạn 3. Thế thì với tất cả các bệnh nhân ung thư vú thể xâm nhập mà có kết quả HER2 dương tính 3 cộng thì sẽ có chỉ định điều trị với thuốc điều trị đích kết hợp với hóa chất. Bệnh nhân được chỉ định khi mà có khối u kích thước từ 0,5cm trở lên hoặc là trong trường hợp có hạch tách di căn. Thế thì với của mình ở giai đoạn 3 thì chắc chắn là mình có chỉ định điều trị thuốc đích rồi. Thế thì cái thuốc đích này nó thực sự nó có đem lại cái hiệu quả như mong muốn hay không? Đặc biệt là cái chi phí của cái thuốc đích này nó cũng khá là lớn. Thì chúng ta cũng thông thường các bác sĩ cũng sẽ giải thích cho mỗi một người bệnh về cái hiệu quả cũng như là độc tính và cái chi phí. Cái thuốc đích này ít nhất là một cái thuốc đích như là trastuzumab chỉ định cho bệnh nhân có HER2 dương tính đã được thế giới lần đầu tiên phê duyệt từ năm 1998, và ở tại bệnh viện ca chúng tôi cũng đã điều trị cái thuốc đích này đầu tiên vào khoảng năm 2004. Đấy, và trên bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn sớm sau khi được phẫu thuật xong và điều trị bổ trợ thì có một cái nghiên cứu tổng hợp trên khoảng 12.000 bệnh nhân ung thư vú thì cho thấy rằng là cái việc mà điều trị hóa chất kết hợp với thuốc đích thì nó sẽ làm giảm được 40% nguy cơ tái phát và nó giảm được 34% nguy cơ tử vong so với những cái người mà không được điều trị thuốc đích. Như vậy thì đây là cái con số rất rất là đáng mong đợi. Đấy, và chúng tôi thường khuyên bệnh nhân nếu không phải vì lý do kinh tế thì chúng ta sẽ điều trị cái thuốc đích này nó như là một cái phác đồ chuẩn để điều trị cho mình. Cái thứ hai bạn có quan tâm đến đó là cái việc mà mình dùng nhiều hóa chất như vậy thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không. Thì đối với bệnh nhân mà có HER2 dương tính 3 cộng thì chúng tôi sẽ kết hợp điều trị hóa chất và thuốc điều trị đích. Thì cũng có một số các phác đồ hóa chất phối hợp với thuốc đích, ví dụ như là phác đồ 4AC, 4T, có vẻ như trong này bạn đang đề cập chính là cái phác đồ đó. Cái phác đồ thứ hai là cái phác đồ như là TCH phối hợp giữa phác đồ hóa chất TC và cái thuốc điều trị đích trastuzumab. Thế ngoài ra một số bệnh nhân đến ở giai đoạn rất là sớm thì chúng tôi có thể không lựa chọn cái phác đồ hóa chất quá mạnh, chúng tôi lựa chọn cái phác đồ hóa chất nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là cái thuốc paclitaxel hàng tuần trong vòng 12 tuần kết hợp với điều trị đích. Như vậy thì với một bệnh nhân đến thì chúng tôi sẽ căn cứ vào giai đoạn bệnh, tình trạng bệnh để chúng tôi cũng sẽ cân nhắc lựa chọn cái phác đồ hóa chất nào là cái phác đồ hóa chất mà phù hợp nhất với người bệnh để vừa đảm bảo cái hiệu quả chữa khỏi bệnh nhưng cũng đồng thời là chỉ chấp nhận những cái tác dụng phụ mà nó thực sự là tối thiểu cho người bệnh thôi.
Cái vấn đề cuối cùng bạn muốn quan tâm đó nữa là cái thời gian mà mình điều trị với cái thuốc điều trị đích, thì bạn có đề cập đến là chúng ta phải điều trị 18 mũi đó. Thế thì trong các cái nghiên cứu ban đầu cũng như các nghiên cứu về sau thì có một cái nghiên cứu so sánh cái việc sử dụng thuốc đích 2 năm so với thuốc đích 1 năm, tức là 1 năm này thì tự quy ra là nó là 18 mũi đấy ạ. Khoảng cách giữa các chu kỳ giữa các mũi là 3 tuần, như vậy thì là 18 mũi là tương đương với lại 1 năm. Thì có cái nghiên cứu so sánh 2 năm với 1 năm thì thấy rằng là 2 năm hiệu quả nó không cao hơn là 1 năm, mà đương nhiên là chi phí điều trị 2 năm nó cao hơn nhiều, và cái độc tính trên tim mạch của cái việc điều trị 2 năm nó cũng cao hơn 1 năm. Đồng thời với việc đó thì cũng có một số các cái nghiên cứu mà người ta so sánh cái thời gian điều trị ngắn hơn 1 năm, ví dụ như là 6 tháng so sánh với 1 năm, thì cho đến nay cũng chưa có cái nghiên cứu nào chứng minh rằng cái hiệu quả của cái điều trị 6 tháng nó cao hơn 1 năm. Chính vì vậy cho đến cái thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là điều trị chuẩn với cái thuốc đích này, dù là một thuốc đích hay là hai thuốc đích, thì cái thời gian điều trị chuẩn thì nó vẫn là 1 năm. Thế còn trong thực tế thì có những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn sớm rồi điều kiện kinh tế cũng khó khăn, khó có khả năng tiếp cận điều trị đủ 1 năm, thì chúng tôi cũng cân nhắc điều trị 6 tháng cho người bệnh. Vâng, tôi xin hết.